chào Bông, xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em lên 5 cây dảo siêu bông nha. Siêu bông thì bông rất là nhiều luôn nha cả nhà, và nụ cũng rất là nhiều luôn. Đây, nụ rất là nhiều, nó đang đơm nụ rất là nhiều luôn nha. Và cái này chơi Tết thì rất là ok luôn ha. Đó, nó đang ra nụ nha cả nhà, đầy nụ, chỗ nào cũng có nụ hết. Thì giá cũng rất là hữu nghị luôn. Thì chơi Tết thì cũng rất là ok luôn. Cho nên mời mọi người vào xem, ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Rồi, bắt đầu là cây số 1. Đây, đây là một cây đế nôm nha cả nhà. Nó có cái hoành là 12, cao là 60 và ngang là 67 ha. Đây, cái cây này ghép được 2 móc bo nha. Mà móc bo ghép rất là mập rồi ha. Nụ thì chi chít, tinh cành nào cũng có nụ hết. Nụ rất là nhiều luôn nha. Thì cái cây này á là em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem ha. Quay tổng thể cái cây như thế này thì em bán với giá chỉ có 700 ngàn thôi nha. Và em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cây số 1 nha, dảo siêu nụ nha cả nhà, chơi Tết luôn. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Đây, đây là cây số 2 nha. Cây số 2 này ghép được 2 móc 3 nhưng mà nó ra rất là nhiều nhánh luôn rồi. Rất là nhiều nhánh nha. Nụ thì cũng rất là nhiều luôn. Nụ thì chi chít, chỗ nào cũng có nụ hết nha cả nhà. Đây, em sẽ quay nụ cho cả nhà xem nè. Đó, nụ rất là nhiều nha. Đây, nụ nhiều lắm luôn, siêu nụ siêu bông nha cả nhà. Siêu nụ siêu bông. Đây, đây là cái đế nè. Em quay cái đế cho cả nhà xem nha. Rồi. Rồi, em sẽ quay tổng thể cái cây nha. Đó. Thì cây này em cũng bán giá với 700 ngàn, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cái này tha hồ lấy bo và tha hồ chơi Tết luôn. Cây số 2 này giá chỉ 700 ngàn thôi nha. Rồi tiếp tục là cây số 3. Trời ơi, cây số 3 này phải nói là nụ nùi nùi luôn nha cả nhà. Đây, nụ đang nùi nùi luôn. Đó, nụ nùi nùi luôn, quá trời nụ luôn rồi. Đây, đây, nụ rất là nhiều luôn nha. Và đây, em sẽ quay cái bộ đế cho. Đế này thì cũng thường thôi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm nha cả nhà. Thì cái hoành là 12, cao là 52 và ngang là 65. Rồi em sẽ quay tổng thể cây này cho cả nhà xem nha. Cây số 3 này thì em bán với giá là 700 ngàn luôn, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cây số 3 này giá 700 ngàn. Rồi và tiếp tục là cây số 4. Đây, cây số 4 này á, thì nó có một cái bộ đế rất là quái nha. Đó, đây là dáng lắc này, dáng lắc này hình gì đây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Dáng lắc luôn này, rất là đẹp luôn, dáng giống như là hình con rắn nha. Rồi, nụ thì phải nói rất là nhiều nụ luôn rồi. Đang tạo nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đang tạo nụ. Cái này về làm giống lấy bo và chơi Tết thì rất là ok luôn nha. Rồi, cây số 4 này em bán với giá là 800 ngàn, sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Cây số 4, 800 ngàn.